Chị Cương một lần nữa đi suốt quãng đường là 2 tháng mấy rồi, bây giờ xin phép ngừng lại để nhìn qua nhìn lại, ngó lên ngó xuống rồi có chuyện gì xảy ra không hiên, rồi mình làm tiếp nữa, không thì mình sẽ nghỉ hiên. Hello, xin chào anh Tô nha, xin chào cộng đồng đá bếp Việt Nam, đây là mình là A Tô đây ạ. Mình đang đứng ở bếp Hương Việt và trước mặt của mình là tất cả các anh em ở kho gạo vừa đang chuyển 1 tấn gạo của các bạn đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gạo này gạo mình đã chia ra từng bao nhỏ hả anh? Dạ, đúng rồi. Một bao là bao nhiêu ký anh? Một bao này là 25 kg, trong đây có 5 bao nhỏ, mỗi bao 5 ký. Dạ, 5 bao nhỏ, mỗi bao 5 ký. Là một bao lớn như là 25 kg nha mọi người. Rồi em cảm ơn anh Nguyễn Thành Tô rất là nhiều, cảm ơn cộng đồng đá bét Việt Nam rất là nhiều. Đây, hiện tại bây giờ là các bạn có biết là tại sao chúng tôi đang làm như vậy không ạ? Có nghĩa là cái xe này ngày mai bọn tôi sẽ đi Gò Vấp. Ngày mai tụi tôi sẽ phát 1.000 đơn đi Gò Vấp. Thì bây giờ hiện tại là xe gạo tới thì mình đưa cái đít xe vô, mình sang xe qua luôn nha mọi người. Mình sang gạo từ xe của bên cộng đồng đá bét Việt Nam nè, mình sang qua bên cái xe này luôn để ngày mai mình đi Gò Vấp. Dạ, đi Gò Vấp liền luôn, sáng mai bọn tôi sẽ đi Gò Vấp 1.000 đơn phần quà. Thì bao gồm có 1 tấn gạo của các bạn, của anh Tô và cộng đồng đá bét Việt Nam. Đó, đây là trụ sở Hương Thị ha, trụ sở Hương Thị. Và đây là các anh em đang xuống gạo cho xong luôn. Rồi, 1 tấn gạo nha mọi người. Đây là có 40 bao nha. Dạ. Hai chồng em sắp mỗi chồng 5 á. Dạ. 40 bao. Hai chồng là mỗi chồng 5. Rồi. Xong chưa? Rồi. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Gạo này là từ đâu vậy anh? Gạo này là mua ở An Giang lên anh, đi dạ. Xà Lan lên. Là đi từ An Giang lên, đi Xà Lan lên. Dạ, của hey. Tập đoàn Lộc Trời. Dạ, tập đoàn Lộc Trời, hàng gì đi lâu quá, tối mới tới. Dạ. Dạ. Ok, cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh giữ sức khỏe nha. Rồi, rồi cảm ơn anh nhiều, dạ. Ok, 1 tấn gạo cũng vừa mới qua xong rồi nha mọi người. Đây, xe này là xe đi sáng mai đi Gò Vấp nha. Đó, còn xe này là xe chở gạo nè, vừa xong thì mấy anh cũng đi luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, sau lưng tôi là trụ sở Hương Thị nha. Rồi, Lâm ơi, đóng cửa em ơi. Sau lưng tôi, đó, các bạn thấy không? Cộng đồng đá bét Việt Nam thấy không? Anh To thấy không? 1 tấn gạo đã được chuyển lên xe rồi nha. Ok. Rồi, thay mặt nghệ sĩ Việt Hương và bếp Hương Việt, cảm ơn anh Tô đã đại diện cho nhóm cộng đồng đá bét Việt Nam ủng hộ 1 tấn gạo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hello chị Đào. Hello. Đi đâu ngang qua đây vậy? À, đi qua xin xỏ. Xin xỏ hả? Sắp đóng cửa lại tôi mấy ơi. Bà kêu rồi, mình qua đây mình muốn gì mày hốt đi. Rồi. Niêm phong lại tại vì hôm trước mọi người biết không? Có bẻ khóa để lấy cà phê xe mọi người khổ lắm, đã nuốt luôn rồi. Đây, chị Việt Hương đang ngồi ở đây. 1 tấn gạo vừa mới tới rồi nha chị. Ai cho chị nữa vậy? Anh bạn của em, nói chung là anh Tô gửi, bạn của A Tô gửi tặng cho bếp Hương Việt. Ủa anh Tô? Dạ. Cho A Tô? Dạ. Tại vì A Tô có fan của A Tô nha. Bữa dạ. Fan của A Tô á, Khư Quỳnh tặng 1 tấn cốc. Tặng 1 tấn cốc luôn mà giao cho anh A Tô đưa giùm cho chị Việt Hương phát cho mình 7 lô chung cư. Trời. Dạ. Xong tới anh 7 tửng. Năm này tới anh 7 tửng, tưng 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 tưng. Chả làm phim mà chả là cho 7 tửng, chịu đời cho nổi không? Gửi 1 tấn gạo. Dạ, tới anh Tô. Hôm nay là anh Tô gửi cho đạo diễn Mr. Tô. Đó, để đưa cho chị Việt Hương rồi. Bây giờ tụi em sang xe là đi liền luôn. Dạ. Và cái gạo này là tụi em đưa đi rồi dắt. Dạ. Cho nên là khi mà Việt Hương xin phép là mỗi lần làm tại sao hay like, ta nói trời ơi làm nhờ phải like lên chi. Dạ, không like đâu có được. Dạ. Đúng không? Giống như sáng anh 7 tửng cô 7 búa gửi gạo tới mà ổng đưa là từng tưng nha. Dạ. Lại phải chuyển đi liền. Dạ. Đó là người ta nhìn thấy gạo người ta đi người ta mới vui chứ đúng không? Vâng. Đó cái uy tín của mình giờ em gửi đi hết rồi. Dạ. Bây giờ là em cảm ơn mấy anh chị đã tin tưởng Việt Hương. Việt Hương một lần nữa đi suốt quãng đường là 2 tháng mấy rồi. Bây giờ xin phép ngừng lại. Để nhìn qua nhìn lại ngó lên ngó xuống rồi có chuyện gì xảy ra không? Hiên. Rồi mình làm tiếp nữa. Không thì mình sẽ nghỉ hiên. Rồi bye bye. Bye bye. Hãy yêu. Yeah. Cảm ơn. Okay. Thôi. Đâu cùng là anh em khác bốn phương trời. Rồi mình hãy nhớ câu ở yên nhà là cùng giúp nhau. Đồng loài chịu trái tim ấm áp.